xuống. Được. Anh Đô, anh Đô. Cao kia nghe tao hỏi, tại sao người bắt anh Độ phải khổ sở vì một người đàn bà? Tại sao người nỡ chia rẽ tình yêu của anh Độ và chị Dung? Có giỏi thì xuống đây xem trời sai tao có dám chém anh không. Anh Độ, đàn bà là cái gì chứ? Chị Dung, Ta biết ta có lỗi với nàng và thủ đô. Mà gào lên như thằng điên thế. Anh phải hứa từ nay không ngu dại chết vì đàn bà. Nếu không tôi sẽ giết anh. Chú cứ giết tôi đi. Tôi không chết vì đàn bà, nhưng thế nào tôi cũng chết vì tình yêu nào. Nên tôi không thể hứa điều gì cả. Thủ đô, anh không đáng là người anh hùng. Thì chú cứ làm anh hùng, còn tôi sẽ chết vì người đàn bà tôi yêu. Anh hèn lắm. Đứng lên. Hóa ra ngươi là Trần Thủ Độ, kẻ gian hùng của các tay trời. Không đúng. Các người là ai mà dám bắt người vô cớ? Ta là Hà Thi, thủ lĩnh vùng Sơn Giao. Chính tay ta sẽ xử tội ngươi. Giải cứu đi. Các người đi đi. Đi đối này. Cháu nó được làm vợ thái tử, anh chị phải vui lên chứ. Mời anh.
Lành. Dạ. Cho ngươi lui. Ta muốn tự tay ta tháo những thứ đó. Được. Được. Tôi muốn uống nước. Cho tôi uống nước. Không được. Sắp chết rồi, không cần phải uống. Tí nước. Muốn giết thì cũng phải để chúng tôi tâm phục khẩu phục chứ. Trần Thủ Độ là người xảo trá, lẽ nào ta lại tin? Ta đã cho người về xuôi dò hỏi. Nội trong 3 canh giờ nữa, nếu không có hồi âm, ta sẽ xử tội các ngươi. Đi. Trời ơi, 3 canh giờ nữa thì chưa kịp xử, em cũng chết vì khát. Ta chỉ tiếc khi nhắm mắt xuôi tay không được gặp nàng lần cuối.
người họ, họ định cứu sống chúng ta. Chết kiểu gì cũng là chết, nhưng chết oan uổng thế này không nhắm mắt được. Chú thôi ngay cái giọng mếu máo đi. Ba canh giờ đã trôi qua, thế mà vẫn chưa có tin tức gì báo về. Thời khắc của các ngươi đã đến. Không ngờ anh lại hèn nhát như thế này. Không ngờ ta lại được thấy nước mắt của người hùng phù hài ấp. Tôi khóc không ra nước mắt vì tiếc thân không được chết dưới tay một hảo hán vùng Sơn Giao, mà lại chết bởi một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất tín. Hỗn sợ! Ta mà là kẻ bất trung, bất tín à? Ngươi không xứng danh hảo hán vùng Sơn Giao. Hơi! Khai hỏa! Tổ tiên ta, hàng trăm năm nay thần phục nhà Lý, ăn lộc vô Lý. Tại sao ngươi dám nói ta bất trung? Khi xưa, Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long là muốn làm kế cho con cháu muôn đời để vận nước lâu dài, muôn dân giàu thịnh. Các đời tiên đế kế tiếp đều lấy trường tồn Đại Việt, lấy an dân làm gốc. Dưới thời các bậc minh quân đó, trung quân tức là ái quốc thương dân. Đến thời nay, do Hoàng thượng Lý Long Cán ăn chơi vô độ, khiến triều đình rối loạn, lòng dân ai oán, trăm họ lầm than. Chung với Hoàng thượng lúc này là ngược với ý nguyện các bậc minh quân thời trước. Xin hỏi thủ lĩnh đáng trung hay là bất trung? Đất Sơn Giao ta rộng mênh mông, lại ở cách xa kinh thành. Việc quy phục nhà Lý còn tùy thời, tùy lúc. Chỉ cốt sao cho người Sơn Giao ta có miếng cơm, manh áo. Thủ lĩnh quả là người có tâm. Dân Thăng Long và các phủ khác lầm than, thì ắt dân Sơn Giao cũng khốn khó. Này bác tôi là Trần Lý ở Hải Ấp, dựng cờ phò Thái Tử Sảm, diệt Quách Bốc, dẹp loạn an dân, trả cái nghĩa lớn cho dân, há không đúng sao? Hai! Tên gian hùng xảo trá, chính người đã giết Thái Tử Sảm, bây giờ lại đem chuyện trung nghĩa ra bàn, còn trì hoãn cái chết. Tôi nhận từ đoàn thượng thánh chỉ giết Thái Tử Sảm, nhưng tôi không làm, là nghĩ đến hậu duệ nhà Lý. Nay thủ lĩnh muốn giết tôi, há chẳng phải là bất tín đó sao? Làm sao tao có thể tin được ngươi? Trời cao có mắt, nếu ta có mệnh hệ gì thì họ Trần ở Hải Ấp sẽ đưa Thái Tử về Thăng Long. Ngẩng cao đầu lên để không ai nghĩ là ta sợ. Ngẩng cao đầu lên mà nhìn trăng sao lần cuối.
Ông chính là khách quý của ta. Sao nàng không ngủ thêm một lúc nữa? Thiếp là con nhà thuyền trai nên đã quen dậy sớm rồi. Hãy vào đây ngồi bên ta. Ta không muốn xa nàng một khắc nào cả. Sao điện hạ không ra đây để tận hưởng hơi sương ngọn gió trong buổi sớm đầu tiên làm dậy hải ấp? Nàng có biết không, trước đây ta cứ tưởng nàng và Trần Thủ Độ tình đã quá sâu, nghĩa đã quá nặng, nên ta không hề mong nàng còn trinh trắng khi đến với ta. Vậy mà ta đã nhầm. Chính vì điều đấy đã khiến ta càng yêu quý nàng thêm gấp bội, và càng yêu quý thêm Trần Thủ Độ. Nếu trời đưa ta lên ngôi báu, ta hứa sẽ đưa Trần Thủ Độ lên hàng đệ nhất công thần trong triều đình. Thái tử, nói lời phải giữ lấy lời nhá. Lành ơi! Lành! Dạ. Dạ. Hãy giúp ta trang điểm nào. Vâng ạ. Để ta ngồi ngắm nàng trang điểm, xem nàng đẹp thế nào. Có một điều ta vẫn chưa rõ. Nay ta muốn hỏi nàng, tại sao nàng không dùng những món nữ trang quý mà ta tặng cho nàng? Nếu thiếp nói thiếp vẫn thích dùng những đồ nữ trang của Thủ Độ tặng, thì thái tử có bằng lòng không? Thì ra những thứ này đều của Thủ Độ. Không sao, nếu nàng thích những thứ này, nàng cứ tùy tiện mà dùng. Cái gì nàng thích, ta cũng sẽ thích theo, để cho nàng vui lòng. Thiếp nói vui thôi. Thiếp chỉ muốn những ngày còn ở hải ấp, thiếp được dùng những thứ đã gắn bó với nơi thiếp sinh ra. Còn những quà thái tử tặng, thiếp sẽ để dành để Thăng Long dùng. Nghe được những lời này, ta càng yêu thương nàng gấp bội.
Nhưng nếu vào cung thiếp bị người khác bắt nạt, thái tử có che chở được cho thiếp không? Đã vào cung, ắt hẳn ta sẽ làm vua, còn nàng sẽ là hoàng hậu. Hỏi còn ai có thể làm gì được nàng? Ta sợ lúc đó chỉ có nàng bắt nạt ta thôi. Quân tử nhất ngôn, thái tử nhớ nhá. Từ lúc thức dậy, hai lần nàng nhắc ta phải giữ lời. Chẳng lẽ nàng không tin tấm lòng của ta dành cho nàng ư? Hôm trước ta đã từng nói với nàng, nếu nàng muốn, ta có thể đưa cả phù hải ấp của nàng về Thăng Long để cho nàng vui lòng. Nàng còn nhớ không? Thiếp vẫn còn nhớ lời nói đó của thái tử. Quân tử nhất ngôn nữa nhá. Uống. Uống đi. Uống đi. Đất Thăng Long lành ít dữ nhiều, dữ ở lòng người. Từ ngày ta đưa quân về Thăng Long, ta chưa thấy ai nói với ta một câu thật lòng, cười với ta với một nụ cười thân thiện. Thưa đại vương, Thăng Long vốn là đất rồng cuốn hổ quỳ, vì hoàng thượng Cao Tông ăn chơi vô độ nên mới suy tàn, lòng người bấn loạn. Kẻ có ý nghĩ bất nhã với đại vương phần nhiều đều là những kẻ khố rách áo ôm, từ nơi khác kéo về Thăng Long tìm vinh hoa phú quý. Người nói thế có ý ám chỉ ta chăng? Bẩm đại vương, thần không có ý như vậy ạ. Bẩm đại vương, ý quan thái bảo muốn nói là những kẻ phạm thượng đều thuộc tầng lớp thấp hèn, không đáng để bận tâm. Bởi xung quanh đại vương còn rất nhiều những kẻ trung thần như chúng thần đây ạ. Ông chớ coi thường đám dân chúng. Ta biết hàng đêm vẫn có nhiều đám tụ tập tìm cách chống lại ta. Trong đó đáng ngại nhất là đám văn sĩ Thăng Long. Kêu mang thêm rượu ra đây. Uống đi. Uống đi. Uống. Đứng lại. Ta là chim trên trời. Chim trên trời bay đi. Bay đi. Mời đại vương. Bẩm đại vương, có một cô gái không hiểu vì sao có ta lọt vào đây ạ. Con chim kìa. Chim kìa. Ta là cá, ta là chim, chim, chim trên trời, bay đi. Ôi, ai dưới nước? Con cá. Đây là vũ nữ Mai Hoa, nổi tiếng đất Kinh Kỳ. Trước kia vì ghen nên Đàm hoàng hậu sai đem dìm xuống hồ, không hiểu sao cô ta thoát chết. Bây giờ đấy, trở nên điên dại như vậy. Bày đâu, lôi con điên này ra khỏi hoàng cung. Hoàn nữa. Gái đẹp trên đời không thiếu, múa hay, hát giỏi, ngang tàng không biết sợ như nàng thì ta chưa hề gặp. Lòng cán quả là biết hưởng thụ hơn người. Bay đâu? Dạ. Hãy đem nàng vào tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đẹp cho ta. Nào, uống. Kẻ điên rồ không thể đoán trước được hành động, mong đại vương hết sức cẩn trọng. Người điên không biết lá mặt lá trái, lật lẹo. Huống hồ ta cần phải đối xử tử tế với nàng, để cho thiên hạ thấy ta không phải là kẻ chơi hoa xong thì xéo nát.
như vợ chồng Lý Long Cám. Đại vương thật nhân từ. Nàng đẹp lắm. Nghe nói nàng vốn là phụ nữ nổi tiếng nhất kinh kỳ. Vậy nàng múa đi. Ta có thể đuổi tất cả bọn chúng ra ngoài, nhưng làm như thế có khác gì Hôn Quân Cao Tông muốn chiếm nàng làm của riêng mình. Vậy nàng hãy múa đi, coi như múa cho riêng ta. Ai, ai trong số các ngươi thuộc kinh sử hãy nói cho ta biết, liệu ngày xưa Vua Nghiêu Vua Thuấn có được thưởng ngoạn những vẻ đẹp, điệu múa đẹp như thế này chưa? Hả? Dạ bẩm đại vương, sử sách ghi chuyện phong lưu của các bậc đế vương đã nhiều, nhưng chiêm ngưỡng mỹ nữ điên nhảy múa thì chưa từng có. Vậy ta hơn hẳn các bậc đế vương ngày xưa. Các ngươi hãy triệu ngay thái sử vào đây để chép lại việc này. Dạ bẩm, thái sử Đỗ Xuân Ấu đã bỏ trốn trước khi đại vương kéo quân về Thăng Long, vì sợ đàm hoàng hậu trị tội ạ. Có việc ghi chép sử sách cho nó đúng, còn khó việc giải cứu Thăng Long khỏi Hôn Quân Cao Tông của ta. Các người tranh ra. Ông chủ mày ơi, đều lửa lên. Hôm nay thịt chó có ngon không? Khách quý. Rượu tăm thịt tươi có ngay. Mau mở cửa ra, kiểm tra và kiểm tra vị đại quan. Khách quý. Có ngay. Mời đại quan à. Uống đi. Kính mời đại vương.
khá lắm. Ngon quá, ngon quá. Dù Sản còn sống thì về lý cũng đã bị hoàng thượng phế truất rồi. Nay Trần Lý phò Sản sẽ là chuyện nực cười. Nghe nói lực lượng Trần Lý đang mạnh lên rất nhanh, do thân hào và nghĩa sĩ các nơi đang tụ về. À, Trần Lý chẳng qua chỉ là gã thuyền trài. Riêng việc muốn buộc chặt Thái tử Sản vào mình, Trần Lý đã ép con gái là Trần Thị Dung, vợ sắp cưới của Trần Thủ Độ, lấy Thái tử Sản. Ta thấy là hắn ngu rồi. À, thế hóa ra người hoàng tộc lại đi lấy con gái thường dân à? Làm thái tử mất thiêng thì còn ai theo được nữa. Chuyện đám cưới của Thái tử Sản với Trần Thị Dung lố bịch đến nỗi dân gian truyền miệng ca dao: rồng thiêng là bước lưu gia, trần chuồng sánh với lụa là tấc ngang, vô tình gánh với giang san, rồng con bỗng chốc đồng sàng tép diêu. Chữ báo, chữ báo, chữ báo. Dạ. Nhớ bảo bà ra chợ mua hết chó và rượu, để khách quý không đủ ăn là ta mất đầu đấy. Vâng lời. Rượu trăm thịt tươi có ngay, xin mời, xin mời. Khách quý, xin mời, khách quý. Xin đại vương tha tội. Đại vương. Đại vương có muốn vào đại điện làm khách dự tiệc, tiểu nhân xin giúp một tay. Chào đại nhân. Người có vẻ được Quách Bốc tin dùng rồi hả? Riêng việc biến hoàng cung này thành quán rượu thịt chó thì Quách Bốc đại vương hoàng đế Quách Bốc làm rất được, cho nên là tiểu nhân vì lần đầu tiên đến đây nhưng đi lại thoải mái, còn oai hơn cả các quan đại thần. Nhưng mà có cái việc ta nhờ ngươi đếm số quan côn của Quách Bốc, ngươi đã nhận bạc của ta rồi thì sao? Đại vương cứ an tâm, tiểu nhân. Đại nhân. Tiểu nhân này tuy là kẻ hèn nhưng việc nào ra việc đấy. Chào đại nhân. Cứ đà này Quách Bốc không thọ ở Thăng Long được lâu đâu. Cả ơn đâu. Khách quý, khách quý, rượu trăm thịt tươi có. Hoàng đế Quách Bốc thiết triều. Hoàng đế bà vạn tuế. Bình thân, hôm nay đang đãi khách quý, ta vẫn phải thiết triều vì có một việc quan trọng. Một nước không thể có hai vua, đúng không? Hoàng đế anh minh. Vậy ta muốn hỏi các ngươi, giữa ta và Lý Thầm, ai xứng đáng là vua Đại Việt? Hoàng đế Quách Bốc, vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tạ ơn sự nhất trí ủng hộ của các ngươi. Hôm nay ta công bố và bổ sung những thân hữu của ta vào những chức vụ quan trọng của triều đình. Dạ, bẩm hoàng thượng, họ Trần Lý ở Hải Ấp đã chính thức dựng cờ phò thái tử Sản lên để giết dọa giết ta chứ gì. Ngươi có biết kẻ đánh cá Trần Lý là ai không mà dám đem hắn ra dọa ta? Các người nhìn thấy gì đấy? Bất cứ kẻ nào đã theo ta mà vẫn tỏ ra khiếp sợ kẻ thù thì hãy lấy đó làm gương.